thôi. Lâu lâu kiểu trải nghiệm xe đầu kéo Mỹ cho nó dài các thứ, vận chuyển gọi là trái cây, rau củ quả các kiểu, mà nó bắt cho tôi đi cái đường gì đâu mà nhỏ xéo xéo các bạn. Trời ơi, bây giờ lại còn dính đèn đỏ nữa. Đường thì nhỏ mà làm gì xe đông dữ vậy. Công an còn đậu chứ trong lề nữa kìa, đậu lên vía hè luôn các bạn. Trời ơi, cái đường xịn sò luôn các bạn. Bạn thấy xe đậu một vạt trong lề luôn. Đường nhỏ không gắn cái biển cấm đậu xe cho nó rồi đi. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ trải nghiệm lại xe tải cho các bạn. Rồi ôi, chỗ tôi đang đứng không biết cái vụ gì mà xe tải tập trung dữ thật luôn các bạn. Thì thật ra đây là một cái bãi nghỉ ngơi, cũng như là một cái bãi để xe gọi là khi mà vận chuyển hàng rồi các bạn, thì người ta tập trung về, người ta gọi là một cái bãi xe tải các bạn. Đó, thì ngày hôm nay chỗ này rất là nhiều xe tải luôn, và đặc biệt là đa số là xe đầu kéo châu Âu đó, cái gọi là loại cái mỏ cục các bạn. Và đặc biệt lú ra một con xe đầu kéo Mỹ là cái con mà ngày hôm nay trải nghiệm cho các bạn xem, đó là con First Light Cut Cascadia các bạn. Con này đến từ cái dòng đó là dòng Cascadia gì quên bà đó vậy ta, Gold Star gì đó các bạn ấy, quên bà đó nha. Cascadia dòng gì tôi quên rồi. Thôi kệ bà đi. Rồi, thì nói chung là hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem cái con xe đầu kéo Mỹ này. Đó, nhiều bạn đập mắt vào sẽ nói ủa, cái xe làm như quên gắn hay kiến hậu đúng không? Nhưng mà thật ra hình như là nó đang bị lỗi cái kiến hậu, sao các bạn tôi gắn cho nó văng là làm hại rồi tôi khỏi gắn luôn. Kệ bà đi. Thì các bạn thấy hôm nay là ngoài cái chiếc xe đầu kéo này thì mình phía sau mình có gắn một cái thùng. Cái này nó gọi là thùng xương các bạn, tức là cái thùng hiện tại chưa có gắn hàng hóa gì lên hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ dùng cái thùng này để đi nhận hàng, và ngày hôm nay mình sẽ có một cái chuyến hành trình để vận chuyển gọi là rau củ nha các bạn. Cụ thể là hình như là cà gót cái gì đó tôi chả biết nữa, thì tí mình qua bên cái kho hàng mình lấy đó. Thì các bạn thấy là khi mà mình lấy thì nó gắn cái thùng, gắn cái hàng lên cái thùng này luôn các bạn. Nó rất là hay và nó rất là thực tế khi mà chúng ta trải nghiệm ngày hôm nay luôn đó. Thì tất cả những các bạn mod mà ngày hôm nay mình trải nghiệm thì các bạn nào muốn trải nghiệm giống mình thì có thể là truy cập lên trang web, đó là taimod.com/shop. Thì đây là một trong những cái trang mà các bạn có thể là mua được những các bạn mod bản quyền mà ngày hôm nay trải nghiệm. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn những các bạn mod này. Thứ nhất sẽ là cái chiếc xe đầu kéo Mỹ đến từ thương hiệu First Light Cascadia. Thì nếu mà các bạn mua cái bản mod này trên web thì các bạn sẽ được tặng đâu đó thêm 3 cái chiếc xe tải nữa, và ngoài ra được tặng thêm 3 cái thùng hàng nữa các bạn. Ngoài đang có một khuyến mãi cực kỳ xịn sò luôn các bạn. Còn cái thùng hàng này nữa, các bạn nào muốn trải nghiệm, nó gọi là thùng hàng đô sung các bạn. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ có thêm một vài cái thùng khác, như là thùng xe ben nè, hay là thùng đông lạnh nè, hay là thùng thùng sắt bình thường. Thì các bạn nói chung rất là nhiều loại thùng để các bạn có thể là gắn vào xe để các bạn nhận hàng, các bạn vận chuyển đó. Ngoài ra thì mình sẽ trải nghiệm luôn những cái mod gọi là âm thanh nè, rồi những cái mod trang trí xe nè, rồi mod độ còi, hay là mod gọi là cái gì ta, cái mod mà để cho các bạn có thể là xe lưu thông Việt Nam ấy các bạn, nó gọi là AI chat fit xe lưu thông Việt Nam ấy, mình chạy trên đường sẽ có xe khách, xe con rồi các thứ đó. Thì những cái bản mod này các bạn có thể là mua trên web. Còn riêng cái bản đồ này các bạn nào muốn chơi thì mình sẽ giới thiệu các bạn tải hoàn toàn miễn phí, kết hợp với cái mod đồ họa 8K ngày hôm nay luôn, đó là các bạn truy cập lên trang web, đó là taimod.com thôi nha các bạn, không có sạc shop gì hết. Đây là trang chính và cũng như là trang chủ, các bạn vào cái mục tìm kiếm ấy để các bạn có thể là tìm hai cái mod này, với cái tên thứ nhất là cái bản đồ này các bạn đó, Urend Utopia đó, và thứ hai là cái bản đồ mod đồ họa 8K trên này đó. Thì các bạn sẽ tìm được hai cái bản mod này trên cái trang kho tàng mod miễn phí của mình ngay trang tại mod.com nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình thôi. Đây giống xe đây dài ơi đó. Đầu tiên các bạn có thể thấy là cái vô lăng nè các bạn, vô lăng của con Fastliner đó. Bên này thì các bạn thấy cái gì vậy? Quá trời heo, cái dây con nhỏ này nó bị đột biến cái gì tại tôi mới gắn con ghệ vô mà nó bị lỗi các bạn. Ê, tính gắn hai con ghệ vô mà tự nhiên con ghệ này nó bị đột biến da gì các bạn, trụ vải chữ vậy. Ồ, da gì mà như người ngoài hành tinh vậy trời, quá trời heo. Đang bị lỗi nha các bạn. Gắn có hai con ghệ vô cũng như không, giờ còn có một con ghệ này nó bị đột biến gen này các bạn. Kệ bạ đi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đề má lên các bạn. Bây giờ là cái việc đầu tiên của mình sẽ là chạy ra khỏi cái kho hàng này. Từ các bạn ơi, làm như cái ghế này nó hơi bị xéo đúng không? Nó hơi bị như thế nào á nhờ.
Đây. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái kho hàng trước. Bây giờ cái đường ra nằm ở đường nào tôi cũng chả biết nữa các bạn. Rồi tạm biệt những cái chiếc xe đậu đây nha, tôi đi đây. Bye bye, see you again. Mình đi qua cái kho hàng mình lấy rau củ trước các bạn. Chạy ra, let's go. Để tôi mở cái kính hậu lên. Ok. Rồi, ghé phải nè. Đây các bạn, đây là cái đường ra nè các bạn. Ok. Mở cổng. Ôi trời bác ơi, mới gạt có con chó ở đây nữa trời. Xịn sò vậy. Rồi bây giờ đi ra khỏi cổng nè. Ồ, ngoài cổng ngoài này nó có thêm cái mái nhà nữa nè. Ơ kìa, tôi đi ngang lọt không vậy trời. À vừa khít luôn các bạn, vừa khít cái xe tôi luôn. Rồi đất ơi, làm cái mái che này. À cho mấy chiếc xe con đậu các bạn. Cái này như kiểu là xe của mấy người tài xế. Người ta sẽ lái xe đến đây để người ta nhận xe tải để người ta đi làm việc các bạn. Và quan trọng bây giờ nó không có cái GPS dẫn đường này nè. Quên gắn cái GPS sao quá nhở. Bây giờ là mình sẽ ghé bên chạy đi. Ok. Ủa cái GPS nó đang bị lỗi hay sao ấy. Đây. Rồi ghé trái các bạn. Để tôi coi nếu mà tí có cái chỗ nào sửa xe tôi ra tôi sửa xe luôn các bạn. Tự nhiên cái con ghế nó bị lỗi rồi nè. Rồi cái gì mà kẹt xe đi nữa rồi mọi người. Tôi gì vậy? Trời ơi làm gì kẹt xe đi dữ vậy? Ôi ôi làm như có vụ tai nạn gì trên này hay sao các bạn? Tự nhiên đang đi rồi nguyên cái đoạn nó bị kẹt xe luôn nè. Có dù có sao mọi người ơi. Để cho tôi qua nha. Hay xài hay mọi người. Cứ đứng ở đây, còn tôi thì tôi sẽ đi qua tạm bạn ơi. Tính vượt ẩu lên gặp ngay công an luôn các bạn. Ơ kìa. Ôi nó kẹt nguyên một đường luôn các bạn ơi. Giờ nó kẹt cứng đường luôn rồi sao chạy. Thôi đi giờ tôi chỉnh cái lệnh tắt xe bớt cái đã. Rồi ok. Đó, tắt xe đi rồi cái mình chỉnh xe lên lại. Rồi ok. Bây giờ phải tìm đường để đi qua cái đoạn này để lại qua cái kho hàng lấy hàng cái đó các bạn. Rồi đường thì nhỏ mà xe thì đông mà còn kẹt xe đó chứ. Phải chưởng. Rồi tới rồi nè. Tới cái kho hàng rồi nè các bạn. Đây 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 đây, vô đây, vô đây. Đây là một cái trang trại nha các bạn. Và vào đây mình sẽ nhận cái rau củ quả. Để vô. Ok. Đây các bạn. Ok. Rồi mình sẽ enter một cái. Bây giờ mình sẽ nhận cái rau củ quả của mình. Nó nằm ở đâu rồi ta? Đây các bạn. Đây nó sẽ có hai chuyến. Ở sao nó có hai chuyến này thế nhỉ? Các bạn đợi tí để mình load lại cái nhiệm vụ này coi nó có những cái chuyến nào khác nữa không. Cái này mình thấy có chở cà chua không mà các bạn ơi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ủa tôi ngồi tôi lựa đã đời xong cuối cùng là tôi mới sập nhớ ra các bạn. Tôi nhận mẹ nhiệm vụ rồi, tôi nhận người ta chở ấy rồi mà tự nhiên đi vô đây bắt đầu lựa được cái thứ nữa. Tào lao không? Vô nhận chở chuyến hàng cho ta thì vô mình lấy hàng rồi tự nhiên ngồi ngoài này lựa món này món kia. Ở vô đây ta để sẵn hàng cho mình để chở ngày hôm nay nè. Mày đặt. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, nó còn kêu mình lùi vô cái kho hàng để nó chắc hàng lên nữa các bạn ơi. Bây giờ là phải lùi vô trong cái lỗ đây nè. Oh my god luôn ấy, hên là cái chỗ này nó cái xăng nó rộng đấy. Chứ mà hẹp không biết sao lùi vô luôn á trời. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lùi cái xe này vào nha các bạn. Lùi container. Đó. Cũng hiếm những cái clip nào mà tôi lùi xe lắm các bạn ơi. Rồi đây một những cái clip mà tôi sẽ lùi cho các bạn xem. Lùi container vào chuồng. Rồi. Mày thấy nó hơi lệch lệch sao ấy nhưng mà để tôi sửa lại. Ok. Thấy cũng vô vô rồi đấy. Ok, ngon mà. Trời ơi, vẫn đẳng cấp như thường các bạn ơi. Ấy, trời ơi, ai mà lùi chuẩn thế. Ok, bây giờ mình sẽ bây giờ mình tắt máy một cái rồi mình enter để nó bỏ hàng lên xe mình các bạn. Và mình mắc đâu đó phanh vài tiếng đồng hồ. Cụ thể là bây giờ là mắc nửa tiếng đồng hồ. Rồi. Mình đã có hàng trên xe các bạn. Đây, đây là hai cái thùng sắt và trong này xe chứa cái gì tôi quên bà nha. À, cà gót các bạn, mình sẽ vận chuyển 16 tấn cà gót. Và cái tuyến đường mà ngày hôm nay mình đi là sẽ đi trên một cái con đường nhỏ này các bạn. Nó vận chuyển về cái khu vực thành phố Viri. Đấy, chả biết đọc sao. Đi. Hàng lên là bắt đầu nặng nha các bạn. Bắt đầu nó có cái độ nặng, chì xe các thứ liền. Chứ không phải là chạy gọi là mượt mà ngon lành như nãy đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái trang trại này lại các bạn. Nó đang xây dựng cái gì ở trong trang trại này các bạn.
thấy người ta mua cát đá và các thứ nè. Các bạn thấy không, hồi nãy là mình chạy là trải nghiệm cái bộ xương xe, cái bộ xương, cái thùng hàng thôi. Nhưng mà bây giờ gắn hàng, thùng hàng lên một cái là các bạn thấy nó khác biệt liền. Và bây giờ quan trọng mình quay trở lại cái đường nhỏ hồi nãy nữa nè. Quyết kẹt xe nữa không đây. Từng các bạn ơi, cho em ra cái đè, đường vô kho hàng nó hơi nhỏ các bạn. Cái gì vậy? Cái gì ông nội, tao chạy ra rồi còn nhóng nhóng lên chi nữa vậy? Trời ơi, cho hôn nhau một cái mới chịu. Muốn đụng xe nhau cái gì vậy bà? Mình chạy ra vậy rồi mà nó không, nó thấy từ xa rồi mà nó không nhường cho mình nữa. Rồi bây giờ là cái đoạn này mình chạy thẳng luôn các bạn. Mà cái GPS thì nó lại kêu mình ôm cái bùng binh, ôm cái bùng binh rồi chạy qua chi đó nhờ. Này thôi chạy thẳng qua luôn đi, ôm bùng binh chi cho lẹ đó. Xe thì dài thì bự thì cao thì dài thòn lòn các thứ, mà kêu quẹo quẹo hoài, đường này nhỏ mà không cho tôi chạy gọi là bình thường, bắt tôi quẹo từ lưa chứ chi vậy trời. Rồi ok, các bạn thấy là mình đã qua được cái đoạn đường hồi nãy ở đây. Bây giờ mình sẽ đi trên cái con đường mới này, mà giờ dẫn đi trên cái con đường hẻm nhỏ đó nha. Trời ơi, lâu lâu kiểu trải nghiệm xe đầu kéo Mỹ cho nó dài các thứ, vận chuyển gọi là trái cây, rau củ quả các kiểu, mà nó bắt cho tôi đi cái đường như đó mà nhỏ xíu xíu các bạn. Trời ơi, bây giờ lại còn dính đèn đỏ nữa. Đường thì nhỏ mà làm gì xe đông dữ vậy? Ê, công an còn đậu chứ trong lề nữa kìa, đậu lên vía hè luôn các bạn. Trời ơi, cái đường xịn sò luôn các bạn. Bạn thấy xe đậu một vạt trong lề luôn. Đó, đường nhỏ không gắn cái biển cấm đậu xe cho nó rồi đi. Mà công an đậu đi trên lề luôn là các bạn hiểu rồi đấy. Thôi kệ bà đi, tôi tập trung tôi lái xe để vận chuyển cho người ta, để hồi nhiều chuyện hồi vận chuyển cho người ta dễ, trái cây nó thúi quắc hết trơn đấy. Đi 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 đi, lên go. Nãy giờ tôi kiếm cái chỗ nào sửa xe, tôi gắn cái GPS vô xe, tôi nhìn cho nó đỡ mà không có chỗ nữa. Đặc biệt còn chở thêm cái con ghệ bị đột biến gen nữa các bạn. Nào 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 nào, từ từ, bình tĩnh, hai bên bình tĩnh. Dừng để tôi qua cái này rồi, ok, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ muốn quẹo đâu thì quẹo đi. Quay, đừng gây xe lửa các bạn. Hiện tại là chưa có xe lửa chạy ngang nha. Thường ví dụ như có xe lửa chạy ngang các bạn là nó sẽ chớp cái đèn màu đỏ ấy, rồi nó sẽ báo cho chúng ta, rồi sau đó là chúng ta phải giảm tốc độ lại, dừng lại, và nó sẽ có một cái cổng đóng xuống. Thì đóng xuống là xe lửa nó sẽ chạy qua các bạn. Thôi ơi, nó có cái G, có cái G giảm sóc. Là cái G giảm sóc rồi các bạn. Ồ, nha. Ok. Rồi let's go, let's go. Wow, tính ra cái đường này đúng nhỏ luôn các bạn. Xe thì dài thì bự mà đường thì nhỏ xíu xíu luôn rồi. Bạn thấy là xe tôi hôm nay cũng trang bị khá là đơn giản rồi, có hai lon nước ngọt các bạn, một cái lon Red Bull thì các bạn cũng biết rồi. Lon Red Bull là cái lon mà để uống để tỉnh táo luôn cho những cái tài xế, và đặc biệt là những tài xế đi đường xa rồi ấy, ai cũng phải trang bị một cái lon Red Bull hay còn gọi là lon nước ngọt bột cùng ấy. Đó, cái lon đó các bạn uống vô để các bạn tỉnh táo được, có thể là lái xe các kiểu. Còn kia cái lon mà kế bên đó nè, thì nó cái lon này nó là lon Coca-Cola. Nhưng mà nhiều bạn hỏi, ủa lon Coca-Cola nó màu đỏ làm sao mà cái lon qua nó đen thùi lùi vậy? Thì đặt ra cái lon này nó là cái phiên bản Jago. Nếu bạn nào không biết thì cái phiên bản Jago tức là cái phiên bản mà nó không có đường thì các bạn đó, thì không có đường thì uống nó sẽ không ngọt bằng cái lon nước ngọt bình thường, nhưng mà nó có thể là giúp các bạn hạn chế được cái lượng đường cao trong nước ngọt, nó giúp các bạn giảm cân hay là nói chung là tránh bị mập các thứ đấy. Bạn nào mà thích giảm cân thì nên uống Coca-Cola Jago. Không kể bà đi, tôi lo tập trung tôi chạy đây. Quay cái đoạn là đẹp tươi à. Bên trái thì là cái đường gây xe lửa nha các bạn, bên phải là một cái bờ sông, có một cái này nó gọi là cái gì nhỉ, cái bờ sông dưới nó có cái đường. Ủa, xe lửa chạy nè, xe lửa nè. Ui, thấy xe lửa luôn rồi các bạn. Ê, rồi tôi chạy chung, tôi chạy họ, tôi lắng vô trong lề trong này luôn rồi. Tại nè các bạn, thấy cái bờ sông không, quay đẹp phải chưa, nào biết là cái sông hay là cái hồ nữa. Mà nhìn nó bự à, cái này chắc khả năng có những cái hồ lớn luôn các bạn. Thì ở dưới nó có thuyền chạy đấy các bạn thấy không, có thuyền chạy đàng hoàng. Ý, có cái đường nhỏ nè. Ê,
xém lắng lên qua người ta hùng ta bả nha. Có xe lửa nữa kìa. Oh my god, trên một cái đường ghe mà hai xe lửa nó chạy là cách nhau chưa đầy 2 mét, hai cây số nữa. Rồi tôi vừa đụng đằng này cũng có một cái vụ tai nạn gì luôn. Vụ gì vậy? Gì mà ngự trời ơi, chiếc xe con nó vượt ẩu lên các bạn, nó vượt xong nó hung đít cái thằng xe đầu kéo rồi luôn. Thôi đi nghe con, không sao các bạn, xe kia lùi lại xong rồi xe này chạy tới là xong, hai xe xử lý sạch nhanh gọn lẹ luôn. Quay các bạn thấy cái hồ này, cái mực nước nó gần lên cái mặt đường luôn các bạn. Quái trưởng, nước cao quá rồi. Đây là Zadat, Adat gì đấy. Trời đất ơi. Oh my god luôn. Quay qua chỉnh lệnh con cái lên lề các kiểu. Tử đâu xe leo núi mà ui xe lửa nữa kìa. Ui. Ui cái đoạn này xe này dài phải chữ nữa các bạn ha. Nó kéo mấy cái thùng hàng gọi là thùng container, thùng sắt giống mình rồi. Wow. Đi cái đoạn này là các bạn thấy cái xe lửa đi chạy liên tục luôn các bạn. Sao xe đổ về cái khu vực hồi nãy mình đi ra nó nhiều vậy trời. Các bạn thấy không, xe chạy ngược lại đập vãi chữ. Các bạn nhìn những cái chiếc xe này là các bạn đang chạy trên đường là các bạn để ý đi. Đây là những chiếc xe mà các bạn thấy khá là thịnh hành ở Việt Nam luôn. Thì nó gọi là cái mod AI chất fit đấy, hay còn gọi là mod xe lưu thông Việt Nam ấy. Ví dụ xe máy nè, xe tải Hino nè, xe shipper nè, xe máy shipper nè, hay là xe Honda chạy rồi không nói nó bảo hiểm nữa nè. Đây là những cái xe con hay là xe khách được các bạn ha. Những cái xe của Việt Nam mình rất là nhiều trong cái mod mà AI chất fit này luôn. Nó giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm thực tế hơn khi các bạn lái trên đường như thế này. Mua về chơi sướng quá chứ. Mà tính ra cái đường tôi có xe em ta. Ôi bên tôi cũng nhiều lắm á nha. Như kiểu là tôi đang dẫn đoàn, đang đi convoy, đang dẫn đoàn các bạn, phía sau nguyên đoàn xe luôn. Mà đường trên này nó cũng kiểu giới hạn tốc độ ấy. Đoạn này chạy có 70 à. Tới đây là mình ghé phải nè các bạn ơi. Ghé phải đi đâu vậy ta? Từ nghe. Cái đoạn này đi thẳng. Ôi dù gì kẹt xe trên này nữa rồi. Đi thẳng nó ra một cái đoạn đường mới. Rồi đi quẹo phải nó ra một cái đoạn đường mới đó các bạn. Nhưng mà dù gì kẹt xe trên này nữa nè. Sao vậy mọi người? Phía trước mình là một cái thùng hàng đô xung nè các bạn. Đó. Cái chiếc xe phía trước nó chở gọi là cái lớp xe các bạn. Các bạn mua các bạn cũng có cái thùng nữa đấy. Khi mà nhận cái thùng nữa rồi các bạn có thể là nhận những cái hàng mà bỏ trong mui bạc ấy. Ví dụ như chở lớp xe giống vậy cũng được luôn. Rất là hay cái mod thùng hàng này. Ủa như tới bà đây các bạn ơi. Tới nơi rồi. Ủa đi lẹ đấy nhờ. Trời ơi lay quay cuối cùng cũng tới nơi các bạn. Bây giờ là quan trọng làm sao vô được tới thành phố nè các bạn. Vô đó vô trả hàng, giao hàng cho người ta nữa. Sao mà nó kẹt cái bùng binh này luôn vậy trời. Thằng này nhường kia xong cuối cùng cả buổi chưa qua được nữa. Chạy đi anh trai. Mình là xe bự mà mình sợ gì mấy con xe nhỏ. Mấy xe nhỏ nó chạy nó gặp mình nó không sợ thôi chứ mình làm gì mình sợ nó. Anh chạy. Chạy đi. Yên tâm tin em. Đó. Ui, phía trước mình cũng là một cái chiếc xe đầu kéo Mỹ luôn nha các bạn, và nó cũng kéo cái thùng đổ xuống của mình. Và như nó cũng là dòng phết lai cái Cadia đó kìa. Cho qua cái đây mọi người. Dừng lại cô hai ơi. Để xe khách cô hai nè các bạn. Mình sẽ qua luôn. Rồi đoạn này là mình sẽ đi thẳng luôn nè các bạn. Ok. Rồi phía trước là nó sẽ có một cái ngã ba.
và mình sẽ ghé trái vào cái khu mà post nè các bạn. Ui, như vậy tính ra là cái khu post này là như cái khu bến cảng hay sao các bạn? Mà đúng bà đó rồi. Như vậy là cái hàng rau củ quả này là mình sẽ xuất khẩu đi nha các bạn. Trời ơi, ra bến tàu thôi. Rồi giờ anh sao mà qua được cái đường này mới là quan trọng nè. Mấy ông nội này không chạy gì rồi sao mình qua? Qua đây. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Nào, dừng lại cho em qua cái mọi người. Ôi, rồi ông nội này cũng dừng lại cho mình nè. Bây giờ là đợi cái chiếc xe tải nữa nó đi với các bạn, rồi mình sẽ qua. Ok, cảm ơn anh xe tải nhỏ này nha. Xe tải nhỏ mà nhường xe tải bự là thấy hợp lý rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lùi lại. Ê, có chừng đụng cái xe khách chứ sao. Rồi, nhắm lên. Đó, đường vô hơi nhỏ mọi người thông cảm. Ôi, à, mọi người có thể lưu thông tiếp đi mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Tôi bây giờ tôi vô bến cảng nè. Quay, bên phải đây là sẽ là một cái bến tàu rồi nha các bạn. Bên trái sẽ là một cái kho hàng gì đấy chả biết. Và bây giờ là mình sẽ giao hàng vô cái kho bên trái đây nè. Ủa cái này từ từ nha. Khả năng là có chừng mình lùi vào mình trả hàng đó các bạn. Bây giờ sao nha. Bây giờ lùi lại cái đi. Tôi phải cắm cái đầu vô đấy, tôi xác định cái chỗ mà trả hàng nó nằm ở đâu trước mới trả được các bạn. Rồi, đúng là phải lùi cái đít vào nó mới hợp lý. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải đưa cái đầu vô để trả, để xác định cái chỗ mà để cái thùng hàng của mình. Đây. À, hiểu rồi. Bây giờ sẽ lùi vào bên đó hả. Cũng khá là nan giải đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ lùi ra lại nè. Mình sẽ lùi vào mình trả hàng đàng hoàng các bạn. Rồi, lùi nhẹ qua cái bến cảng này đi. Tức là hàng á các bạn, người ta sẽ bỏ qua bên này để người ta đợi. Khi nào mà có chuyến tàu vận chuyển hàng ấy thì người ta sẽ tự di chuyển hàng qua bên đó để người ta bỏ xuống tàu. Bên này như kiểu cái kho để chứa hàng vậy đấy. Rồi, mình sẽ nhắm ra đây. Rồi, tại đây thì mình sẽ lùi vào. Ok. Rồi lên lề, lên vỉa hè luôn. Ủa, tôi lùi vô nó kỳ kỳ sao á nha. Sao cái đít vô nó không theo cái ý tôi vậy vậy. Hỏi tôi cứ xà quằn trên này luôn nè. Rồi ok, chắc mình phải nhắm cái đầu qua cái bánh tàu này cho nó rộng rãi các bạn. Đó, nhắm cái đầu qua đây đi. Rồi ok, thì từ đây mình sẽ lùi một phát đi vô trong kia luôn. Hình như có hàng lên cái bắt đầu là lùi khó hay sao ấy. Từ từ các bạn ơi, chạy từ từ thôi chứ chạy nhanh quá nó cũng khó xử lý lắm. Rồi, nó rộng rãi hơn rồi đấy các bạn. Rồi ok, hết lái nè. Hết lái cho cái đít mình nó qua bên kia cái đã. Rồi thì tại đây mình sẽ hết lái trả ngược lại để cho cái đít mình nó trả vô lại. Nhưng mà mình thấy nó cũng hơi bị lệch lệch sao á nha. Rồi trả lái lại đi các bạn. Cũng hơi lệch lệch sao đâu ấy. Ê ê ê, từ nhắm lên cái đi, nhắm lên cái đã. Hồi chạy hồi nó cụp thùng hàng luôn ấy. Hồi vô đây nó hẹp dữ vậy. Càng vô đấy nó càng hẹp các bạn. Quá trưởng. Rồi giờ lùi, tôi nghĩ là xà quặng hồi cũng lọt hả. Trong này nó hơi hẹp thôi các bạn, chứ nó rộng thì thoải mái rồi. Ok, bây giờ ở đây mình nhóng lên cái nữa nè. Rồi, trả hết lái lại. Mình chỉ cần cái thùng hàng thẳng thôi các bạn, chứ thật ra cái đầu không cần thẳng, mình cũng trả được. Nhưng mà phải cho đầu thẳng luôn chứ. Rồi, dài vậy cuối cùng cà lùi thì cũng vào được các bạn. Đó, thấy không? Thấy cái vằn màu xanh ở dưới nó hiện ra nào. Bây giờ mình bấm tắt máy nè. Cái đánh tay tắt máy nè.
Rồi enter để nó lấy hàng xuống các bạn. Ôi trời, đi gì mà còn bị trễ nữa, phải chữ. Nhưng mà không sao các bạn, mình cũng có được tiền kinh nghiệm nhưng mà bị trừ hơi bị nhiều ra. Vận chuyển cho vui đi chứ tiền bạc gì tầm này. Dài. Rồi ok, rồi hàng tôi sẽ đem đi đâu mất tiêu các bạn. Đó, thì lúc mình đi mình nhớ là 11 giờ rưỡi đúng không? Bây giờ là 12 giờ. Ui đi có nửa tiếng đồng hồ nó bảo trễ. Phải chữ đi vậy mà còn lạ trễ nữa không biết sao. Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy là như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã có được một cái chuyến hành trình trải nghiệm cái con xe đầu kéo Mỹ này đó, và cùng với cái thùng hàng đổ sung là một cái xương thùng hàng thôi mà mình đã nhận được những cái chuyến hàng để mình vận chuyển lên cái bến phà bến tàu này, đó là cái cà gót đó các bạn. Ủa phải không, cà chua cà gót vậy đấy, thì vận chuyển lên đây để gọi là vận chuyển rau củ quả để đi ra bến tàu, người ta chở đi đâu đó người ta chở nữa, thì cũng đã hoàn thành xong rồi. Và bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video ở đây, và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Riêng bạn nào muốn trải nghiệm như các bạn mod bản quyền này giống mình thì các bạn có thể là truy cập lên trang web đó là taimod.com/shop. Đây là một trong những cái trang mà bán đầy đủ tất cả những cái bản mod bản quyền từ bản đồ Việt Nam tới xe khách, hay là các bạn mod mình trải nghiệm đó là xe tải Trung Quốc và đầu kéo Mỹ, hay là các bạn muốn trải nghiệm thùng hàng này nó gọi là thùng hàng đổ sung, hay là các bạn muốn trải nghiệm cái mod âm thanh trang trí, hay là mod những cái mod khác ấy, thì các bạn có thể lên đó mà có thể là tìm hiểu và mua nha các bạn. Còn riêng cái bản đồ mà ngày hôm nay mình trải nghiệm thì nó hoàn toàn miễn phí, là các bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là truy cập lên trang web đó là taimod.com. Thì đúng cái trang này là đây là cái trang chủ cũng như là chứa đầy đủ những cái bản mod mà mình trải nghiệm hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể là tải về chơi đó. Thì cái bản đồ này mình sẽ để cái tên ở đây nha các bạn, đây Grand Utopia, cùng với đó là một cái mod đồ họa, nó gọi là mod đồ họa 8K, thì các bạn có thể là lên tìm và tải về trải nghiệm giống mình nhé. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây và rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.